Nào các cháu chạy nào, chạy không cần chạy nhanh nhá. Cứ chạy theo theo hàng của mình. Không mệt được. Chạy theo hàng. Rồi các cháu chạy theo hàng nhá, chạy bền vững theo hàng. Không cần chạy nhanh. Cứ từ từ chạy. Càng thể dục mà khỏe bao nhiêu thì chúng ta sẽ tập luyện tốt bấy nhiêu. Rồi các cháu ra theo hàng đi. Chạy tiếp một vòng nữa. Đúng rồi, chạy đi. Chạy cho nó khỏe. Nào chạy lên nào, chạy lên một vòng nữa để chúng ta nghỉ nào. Chạy theo đường bê tông. Rồi các em vào vị trí luôn. Các em chạy hết vòng vào vị trí tập trung luôn nào. Nào các em đứng lên khởi động luôn. Sau khi chạy thể thao chúng em, các em khởi động luôn nhá. Nào khởi động nào. Đấy. Sau khi chạy xong, cơ thể sẽ giãn cơ, tim sẽ nở ra. Các cháu đứng lại tại vị trí khởi động luôn. Ở trên kênh YouTube là Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Viết bình thường là tất cả các cháu đang học ở đây đều có ở trên kênh YouTube, ở trên TV hết. Đấm nha. 1 2 3 To lên. 1 2 3 1 2 3 Đấm trung đẳng 2 nhịp. 1 2 1 2 Đấm 3 quả nha. Chỉ ba nhịp thôi nhá, đâm nét ra. 1 2 trung đẳng nhá. 1 2 Thét lớn lên. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2